Sao không bấm quay vậy má? Hỏi ai kìa bà. Nó nặng quá. Một gà lắc phô mai với lại một bánh gạo. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nhật Vi đây. Thì sau 2 tuần mình off để làm đồ án thì bây giờ đồ án của mình đã kết thúc rồi. Hiện tại thì tụi mình đang trong thời gian được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kỳ học tiếp theo. Nên là hôm nay mình quay video để trở lại với các bạn. Và chiếc video ngày hôm nay là chiếc video mình sẽ gặp gỡ lại những người bạn của mình sau một khoảng thời gian giãn cách. Và bây giờ thì mình đang đợi bạn của mình qua nhà của mình. Và trong lúc chờ đợi á, thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn một vài sản phẩm làm đẹp đến từ thiên nhiên và do bên cỏ mềm đã gửi cho mình. Và đây là những cái sản phẩm mà cỏ đã gửi cho mình. Đây. Ôi, mình không thể cầm hết được. Đây là những sản phẩm mà bên cỏ mềm đã gửi cho mình. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ về những cái trải nghiệm về bộ sản phẩm này nha. Đầu tiên á, là em son dưỡng gạo. Em son dưỡng gạo không màu, không mùi. Em son dưỡng này á, thì thích hợp để cho các bạn dùng để dưỡng vào ban ngày và ban đêm. Hiện tại thì tụi mình đang ở trong cái mùa lạnh nữa nên là da của tụi mình sẽ dễ bị khô, nhất là môi luôn, nó sẽ bị thiếu nước và gây tình trạng nứt nẻ. Nên là mình cảm thấy cái em son dưỡng này rất là thích hợp để tụi mình sử dụng. Lúc mà buổi tối khi mà thoa trước khi đi ngủ á, thì sáng dậy á, môi của tụi mình nó sẽ mềm và nó có được một cái độ ẩm, nó sẽ không bị nứt nẻ. Rất là thích luôn á mọi người. Và khi mà thoa lên á, thì nó lại nhẹ và không gây nặng môi, và nó cũng không để lại một cái lớp bóng dày, nhìn nó sẽ bị mất tự nhiên nữa. Nên là cũng rất là thích hợp nếu mà các bạn dùng để thoa khi mà đi học, các bạn học sinh á, dùng để thoa đi học. Khi mà thoa đi học thì nó lại vừa dưỡng ẩm được cho môi và nó lại không gây lên một cái lớp bóng quá nặng, nhìn bị mất tự nhiên nữa. Bên cạnh gửi em son dưỡng cho mình á, thì bên cỏ mềm có gửi tiếp cho mình là em son nhung. Đây là em son nhung này. Và cái màu mà bên cỏ gửi cho mình là màu đỏ nâu, một cái màu là rất là dễ sử dụng và thích hợp với mọi làn da, lại rất là trendy trong cái lúc này nữa, trong cái thời đại bây giờ nữa. Mình có thể cho các bạn xem cái màu đỏ nâu này. Đây, đây là màu đỏ nâu. Và cái em do nó là son nhung á, nên là lúc mà mới đánh lên á, thì nó sẽ vẫn còn có một cái độ ẩm ở trên môi của mình. Nên là tụi mình phải đợi tầm 10 đến 15 phút để cái lớp son này nó có thể set trên môi của mình, nó bám vào môi. Chứ nếu không mà mới sử dụng á, thì nó vẫn còn ẩm á, nên là các bạn nếu mà uống nước nó sẽ bị dính cho ống hút nữa. Nên tụi mình nên đợi một khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi là nó đã khô lên trên môi của mình rồi. Và nó cũng khá là lâu trôi đó mọi người, và có thể giữ màu đến tận 8 tiếng. Và cái chất son thì lại nhẹ, nó lại nhẹ nữa, không hề nặng môi luôn. Cả hai em son mà bên cỏ mềm gửi cho mình không có em nào mà nó bị nặng môi và gây khó chịu cả. Vì tất cả các sản phẩm này đều đến từ thiên nhiên luôn, và nó sẽ không chứa chì hay là silicone đâu, không gây độc hại cho tụi mình. Còn em tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là em... Đây, các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là nước hoa khô, và tên của nó là dạ xuân trà, nghe rất là thiên nhiên. Và do là nước hoa khô nên nó có dạng là dạng sáp, dạng như này. Và khi mà dùng á, thì các bạn có thể như này và thoa lên trên các vị trí như là cổ tay hoặc là ở sau gáy nữa nè. Và nó sẽ cái mùi hương của nó lại rất là nhẹ nữa, nó không có nồng và gắt. Tại vì những cái sản phẩm này nó đều là những sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, nên là các thành phần ở trong hầu hết tất cả sản phẩm này đều kiểu như là dầu hạnh nhân, sáp ong, dầu cám gạo, dầu dừa, cái kiểu đều rất là thiên nhiên và sẽ không có gây độc hại cho cơ thể của mình á. Và em nước hoa khô này á, thì theo như Vi sử dụng á, thì Vi thấy giữ mùi có thể là tầm 3 tiếng. Và các bạn có thể thoa lên cơ thể hoặc là thoa lên quần áo. Nhưng mà Vi nghĩ là nên thoa lên cơ thể đi, tại vì nếu mà sáp mình thoa lên quần áo thì nó có thể sẽ gây ra một cái vết mẩn đó,
Nhưng mà mặc dù là có cái vết bẩn đi nữa thì mình cũng dễ giặt, nhưng mà mình nghĩ là nên cứ thoa lên cơ thể đi ha. Và nó sẽ giữ, có thể giữ mùi cho các bạn là tầm 3 tiếng. Và mùi rất là nhẹ nhàng luôn, nên là các bạn cứ yên tâm. Và em cuối cùng mà bên Cỏ Mềm gửi cho mình đó là em xà bông thiên nhiên. Và trong cái em xà bông này á, thì nó sẽ gồm, trong cái hộp này á, thì nó sẽ có đây, một cái viên xà bông bánh như thế này, và một cái em túi. Và lúc mà sử dụng á, thì kiểu tụi mình sẽ tháo cái giấy này ra nha, xong rồi mình bỏ vào trong cái túi này nè. Mình cái túi này á, các bạn có thể dùng để tạo bọt, thoa lên thì nó sẽ tạo ra cái lớp bọt cho tụi mình. Và sau khi dùng xong á, thì tụi mình có thể treo lên như thế này, treo lên ở trong nhà vệ sinh, rất là tiện luôn. Và cái mùi của nó là mùi cam gừng á, cái mùi nghe cái tên là đã thấy nó rất là thiên nhiên rồi. Và cái mùi cam gừng này nó sẽ tạo cho các bạn một cảm giác rất là thư giãn, thoải mái, và nó giống như cảm giác như là tụi mình đang xông hơi ở trong cái spa vậy đó, rất là thích luôn. Và khi mà mình treo cái túi này ở trên nhà vệ sinh, ở trong nhà vệ sinh của mình đó, thì nó sẽ luôn tỏa ra một cái mùi cam gừng, và nó sẽ làm cho tụi mình luôn có cảm giác được thư giãn. À, cái em này á, do là chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên luôn, nên là ngoài dùng để tắm ra thì mình có thể dùng để rửa mặt và cả rửa tay. Và thậm chí là cái em xà bông thiên nhiên này á, có thể và thậm chí là cái em xà bông thiên nhiên này á, còn có thể trị mụn lưng luôn á mọi người, nên là các bạn có thể dùng để trải nghiệm cái em này thử nha. Và những cái em sản phẩm này thì mình sẽ để link ở bên dưới mô tả, cho bạn nào có nhu cầu sử dụng thì các bạn có thể nhấp vào cái link và xem cái sản phẩm và trải nghiệm nha. Và giá thành cái sản phẩm này á, thì lại rất là phù hợp với lại các học sinh và sinh viên như tụi mình luôn, giá không hề đắt luôn, nên là các bạn có thể qua trang của Cỏ để mà tham khảo nha. Mình cũng cảm ơn Cỏ đã gửi tặng cho mình bộ sản phẩm này để mình có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà sử dụng cái sản phẩm đến từ thiên nhiên này. Và chắc chắn là mình sẽ tiếp tục ủng hộ Cỏ, và các bạn có thể tham khảo bằng đường link ở bên mình để bên dưới mô tả nha. Và cái sản phẩm này đều đến từ thiên nhiên nên nó rất là lành tính, không gây độc hại cho cơ thể của mình đâu. Còn bây giờ thì mình sẽ đợi bạn của mình qua và bắt đầu video ngày hôm nay. Ôi, tôi để cái điện thoại ở đây, mà cái vlog này mà lên đó là tụi tôi còn cái điện thoại mà nó không lên. Thì các bạn tự hiểu rồi đó nha. Các bạn tự hiểu nha. Blackpink tao không biết chọn nào nữa. Blackpink thôi, hình như tháng 11 này có 11/11 là ngày Black Friday, thôi mình chọn cái màu hồng đi. Thôi tao lấy cái màu đen. Ok. Đi siêu thị mua gói mì. Mấy ăn gà không bò? Gà không bò. Tao mua gà. Ok. Nó nặng quá. Trời ơi, tàn chị. Chứ ở đây người ta biết mình giàu á. Rồi đó bà.
cực quá à. Thế là tao cũng có ngày vui mà. Vui mình, vui mình. Nhích biển tao mà chứ lắm. Thôi sao mình không chụp hình vui mình. Tao chụp nè. Cậu dơ dơ vậy nè. Những giấc mơ rồi trôn dốc. Ủa mày có bị trẻ trâu không? Mày nhìn cái mày nội có ngay hàng thẳng lối không nhỏ kia? Mày nội mày có biết cân bằng, mày có biết ủa cân bằng là gì không? Dạ em cảm ơn anh. Ngại quá, mình đang đi với người yêu á. Anh cần em đợi cho anh Mỹ. Tốn tao mẹ, cái chị dạy cho đứa khó tuổi mà nấu mày không ướt. Mày biết tên Thành Trung với tên Nhật Vi là anh trời anh giật con nhỏ kia. Tại vì chị tên chuyển giới anh trai mày là Thành Trung mà. Không nhận muốn nhắc lại cái quá khứ chuyển giới của tao nữa. Vì mình không yêu nha. Mưa. Mưa. Mưa từ trên bên thiên hè bắn trên mình chung được. Chị nhé. Anh có ngăn không như huyền ngất ngây. Trời ơi. Dạ cho em một gà lắc phô mai với lại một bánh gạo. Vui rồi nó sôi rồi nè. Đang nấu mà hết ngon. Về nha. Về nha. Tạm biệt các bạn nha.
Bye bye. Trời ơi dữ quá à, mua táo cài đi nãy chứ. Hồi bữa mày hứa mày mua táo cài 5.000. Bạn ơi, có thể mua cho mình cái cài 5.000 được không? Nhưng mà mình không có tiền á. Thôi bạn, tạm biệt các bạn để kết thúc video này lại nha.